Anh sẽ hướng dẫn cho các em cái cách chứng minh cái công thức tính biến đồ nhá. Tại sao học trên lớp thì cả thầy cô sẽ đưa ra cái công thức đó là chia hệ sóng dưng nhá. Đấy, một cái sóng dưng. Nếu một điểm mơ đấy nhá, nếu một điểm mơ mà cách bùng là D, thấy chưa? D bùng đấy. D là D bùng này. Đó. Thì ví dụ như sóng dưng này á là có biến độ sóng là A, đấy chưa? Biến độ sóng dưng là A. Đấy, giả dụ biến độ sóng dưng là A. Sóng dưng. Đó. Thì biến độ bùng sóng sẽ là 2A. Đấy, kiểu như nguồn là A thì bùng sẽ là 2A. Đấy. Đúng không? Thì trên lớp các em học như này. Và một điểm mơ mà cách bùng một đoạn là D bùng thì nó sẽ như thế nào? Công thức tính biến độ điểm mơ đó là lấy 2A nhân với như nào? Nhớ là bùng thì là hàm gì? Hàm cốt, đúng không? 2 pi D bùng trên nhân lambda. Đấy. Cái công thức của em học trên lớp nó như này đúng không? Đấy. Thì trong đó là D bùng chỉ là khoảng cách từ điểm M, từ điểm M đến đến bùng. Đấy, đến một bùng. Đúng không? Và tiếp theo đó là cái em học một công thức nữa, đó là biến độ điểm M sẽ được tính theo công thức là 2A nhân với sin của 2 pi d nút chia cho lambda, đúng không? Đấy. Đây này. Điểm M đây, ví dụ như hẳn cách nút một đoạn là d nút chẳng hạn. Đó. D nút chẳng hạn. Ví dụ cách cái nút này chẳng hạn là D nút chẳng hạn thì hẳn sẽ là hàm sin. Thì nhớ là cách bùng thì là hàm cốt. Còn công thức cách nút thì là hàm sin. Đúng không? D nút sẽ là khoảng cách từ điểm M đến nút. Đến nút. Đấy. Thế tại sao lại có hai cái công thức này? Đấy chưa? Tại sao lại có hai cái công thức này? Thì chính là cái nội dung video này anh sẽ giải thích tại sao lại có hai cái công thức này nhá. Rồi, ta mới chứng minh này, hai công thức này. Bùng là cốt, nút là sin, đúng không? Rồi thì tại sao nó như vậy? Thì đầu tiên ta mới đi vào vấn đề này. Nhưng mà trước hết chứng minh á là các em phải thanh thạo cái bên sóng cơ trước. Đó là cái phần mà một điểm chi nhỉ? À không ạ. Đây 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 này. Một điểm mà gần nguồn sóng hơn, đúng không? Khi một điểm M chẳng hạn, UM mà có phương trình là A cột omega t cộng với phi. Đấy, omega t là được. Bây giờ có một cái điểm khác, được chưa? Có một điểm khác. Càng xa nguồn hơn, đúng không? Càng xa nguồn hơn thì ví dụ như vị trí cân bằng của M với N á, là cách nhau một đoạn là D, thấy chưa? Đấy. Thì UN sẽ có phương trình là A cột omega t. Đấy. Giả dụ như N mà xa nguồn hơn M, thấy chưa? Xa nguồn hơn M, tức là N nó trễ phá hơn M, thấy chưa? Trễ phá hơn M. Thì cái phương trình của N á, thì chúng ta phải trừ đi 2 pi d chia cho lambda, chỗ nào? Đấy. Khi mà n trễ phá m thì chúng ta phải trừ đi 2 pi d lambda, đó là sóng truyền theo chiều như này. Được chưa? Thế nếu như sóng mà truyền theo hướng ngược lại. Đây. Tức là từ n với m ấy, đúng không? Giả như những sóng truyền từ theo hướng từ n đến m. Thì tức là lúc này m nó lại trễ phá n. Đấy. M nó lại trễ phá n. Thì lúc này ấy, trường hợp thứ hai này. Trường hợp thứ hai lúc này UN đấy là A cột của omega t cộng 2 pi d chia cho lambda. Đấy. N là sớm hơn N, M cho nên là chúng ta cộng mà. Cứ điểm gì sớm hơn chúng ta cộng mà. Còn trễ hơn chúng ta trừ pha 2 pi d trên lambda. Đúng chưa? Vậy bây giờ chính cái nền tảng đó mình là giải thích cho cái phần sóng sóng dương này nha, sóng dương này. Rồi. Giả dụ như anh có một cái nguồn sóng truyền đến, được chưa? Truyền đến. Thì tại điểm B, đúng không? Tại điểm B nó sẽ xuất hiện sóng phản xạ. Đấy.
ngược hóa về sóng tới, được chưa? Một sóng cơ này, được chưa? Các em có một sợi dây, các em quật lên quật xuống đâu này. Đâu này là một đầu cố định, được chưa? Đầu cố định. Thì lúc này là sóng tới truyền đến, đúng không? Sóng tới truyền đến thì sẽ có xuất hiện sóng phản xạ ngược hóa về sóng tới, đúng không? Bây giờ có một điểm M nằm ở trên cái đoạn này này. Đấy, M nằm ở cái đoạn này. Khoảng cách từ M cho đến B là D, thấy không? Và ở đây anh đang có B là nút, đúng không? Thì đây là D nút đấy, D nút. Đó, D nút. Vậy thì bây giờ này là theo cái phương trình của ta ấy, anh giả dụ nhá, giả dụ giả sử là B là hẳn có cái phương trình là UB bằng A cột của omega t. Đó. Giả sử phương trình tại B là UB bằng A cột omega t. Vậy thì lúc này này, sóng đến B là sóng truyền từ M đi đến, đúng không? Sóng truyền từ M đi đến. Vậy tức là sóng tại M là phải sớm hơn sóng tại B, đúng không? Vậy các em mới suy ra này. UM chính là A cột của omega t. Cộng hay trừ em? Cộng hay trừ nào? À đúng rồi, đó là cộng, đúng không? Đấy, bởi vì M là nó sớm hơn B. Được chưa? Đấy. 2pi d nút chia cho lambda. Đó. 2pi d nút chia cho lambda. Đó là sóng tại M, đúng không? Sóng tại điểm M. Bây giờ này, ta còn được phân tích của M nhá. Để làm gì? Để làm gì? Thì các em nhớ là sóng tại M chính là sự tổng hợp giữa sóng tới tại M này và sóng phản xạ từ B đến đấy, đến M, được chưa? Cho nên kém phải tìm ra sóng tại M đi đến M này này. Đây là sóng đi đến M này, là sóng này. Bây giờ ta mới tìm sóng tại M nhưng mà đi từ B đến, đi từ B đến đến. Còn sóng này là sóng tại M nhưng mà truyền đến M đây theo chiều này. Bây giờ để mà tìm được sóng tại M truyền từ B đến là như thế nào thì ta phải viết được phương trình sóng tại B, sóng phản xạ tại B. Đây. Đây là sóng đến B, con sóng phản xạ tại B thì như thế nào? Sóng phản xạ tại B. Thì các em nhớ là tại nút, đúng không? Tại điểm cố định thì sóng phản xạ nó ngược phá sóng tới. Cho nên ở đây UB phẩy chẳng hạn chính là A của cổ omega t. Đó, ngược phá thì ta cộng thêm pi, đúng không? Ngược phá thì ta cộng thêm pi. Đó. Đây là sóng phản xạ tại điểm B. Vậy thì sóng phản xạ tại điểm B nó truyền đến M thì như thế nào? Thì các em để ý là sóng phản xạ truyền đến M thì như thế này. Truyền đến M này. Thì là UM phẩy, đúng không? Thì các em để ý này. Sóng phản xạ truyền đến M so với sóng phản xạ ở B thì cái nào sẽ là cái sớm hơn ạ? Để một tí để anh đóng cái cửa. Ui, sao? Sóng phản xạ truyền đến M, đúng không? So với sóng phản xạ truyền đến B thì theo các em thì sóng nào sẽ là sớm hơn? Đó là gì này? Này, thăng từ B xuất hiện và truyền đến M đúng không? Truyền đến M. Đúng không? Thì rõ ràng là tại B nó phải sớm hơn M rồi. M phải trễ hơn, đúng không? M phải trễ hơn. Cho nên chỗ này là phải là A cột của gì nào? Omega T cộng với pi và trừ đi 2 pi d chia cho lambda. Đây. Đây. Vậy tại điểm M chính là tổng hợp của hai sóng. Đúng không? Tổng hợp của hai sóng. Thôi, ký U thôi, chứ không này nhầm. Thì nó tổng hợp của hai sóng UM cộng với UM phẩy. Đó, mình sẽ cộng hai thằng này lại. Thì các em nhớ là chúng ta cộng thì hao cột thôi đúng không? Cột cộng cột thì bằng hai cột cột đúng không? A thành 2A. Cột tổng chia đôi và cột hiệu chia đôi, đúng không? Ở đây ta dùng cột hiệu chia đôi trước đi để mất omega. Đây. Cái này trừ cái này, đúng không? Cái này trừ cái này.
Omega với omega T triệt tiêu. Đúng không? Đấy. Rồi. Và thằng này trừ thằng này chia đôi đã, đúng không? Thằng này trừ thằng này chia đôi thì vẫn là như cũ. Đấy, chia đôi. Trừ thằng này nữa. Thằng trừ bị chia hai, đúng không? Chia đôi đã. Đấy. Có tổng chia đôi nào, tổng chia đôi à? Thì là omega t, vậy omega t chia đôi thì vẫn là omega t. Rồi, cộng lại nào. Thì là cộng thằng này cộng với thằng này hít này. Còn lại cộng pi chia 2. Đấy, còn lại cộng pi chia 2. Rồi. Thì đó là cái phương trình sóng dưng tại điểm M, tại một điểm M bất kỳ, đúng không? Cách nút là D nút. Đấy, D nút. Vậy thì biến độ tại điểm M chính là theo công thức này này. Đấy, cái thằng đứng trước hàm cốt mà có chữ biến thời gian thì đó là biến độ. Thì theo công thức thì nó là 2a nhân cột cái này. Thì để ý này. Cái này là chính là gì nè? Cái này chính là sin đúng không? Cột của alpha trừ pi chia 2. Đúng không? Cột của alpha trừ pi chia 2, kéo học gì nè? Kéo đã học về lượng giác rồi đúng không? Tức là cột của một góc alpha trừ đi pi chia 2. Đúng chưa? Thì nó ra cái gì? Nó ra gì nè? Nó sẽ ra là sin đúng không? Sin. Đấy. Và chúng ta để thì tuyệt đối nha, biến độ thì không không lấy dương, dù là dương hay âm thì cũng không lấy. Cho nên theo kết quả thế này thì cách nút thì nó làm sin. Đúng không? Cách nút thì nó làm sin. Đó, như vậy anh là giải thích được tại sao cách nút thì nó là hàm sin. Được chưa? Vậy thì tại sao cách bùng thì nó lại là hàm cốt? Nào. Tại sao cách bùng thì nó lại hàm cốt? Rất đơn giản thôi. Các em đây là chúng ta chọn mốc là nút. Nhưng nếu mà các em lùi lại chọn mốc là chỗ này, đây là một bùng đi. Thì đây là D D nút. À D D bùng đúng không? D bùng khoảng cách từ mơ đến bùng. Đó. Khoảng cách từ M đến bùng thì rất đơn giản này. Ở đây ta sẽ để ý là D nút thì chính là D bùng cộng với gì là nó chia bột đúng không? Đây một đoạn như này chỉ là nó chia bột. Vậy thì chúng ta sẽ thay vào đây, nếu M cách nút à M cách bùng là D bùng thì AM lúc này chính là 2A. À, sin của 2 pi d nút thì chính là d bùng cộng lambda chia 4 trên lambda. Thấy chưa? Đó. Thì nó chính là 2a nhân sin của 2 pi d bùng chia lambda, đúng không? 2 pi d bùng chia lambda. Lambda về lambda triệt tiêu, còn 2 pi chia nhân với 1/4, 2 pi mà nhân 1/4 chính là cộng pi chia 2. Đấy. Thấy chưa? Thì để ý ở đây là sin của một góc alpha mà cộng thêm pi chia 2 thì nó ra trừ cốt, được chưa? Trừ cốt. Nhưng mà dấu trừ trong tuyệt đối không có ý nghĩa nên chỗ này là thành cột của 2 pi d bùng chia cho lambda. Được chưa? Đó. Như vậy chúng ta đã có công thức cách như này, cách bùng đó là hàm cột. Còn công thức cách nút thì nó là hàm sin. Được chưa? Vậy từ đây ta mới suy ra M mà cách bùng thì là AM sẽ là bằng hai lần biến độ sóng nhân cột của 2 pi d bùng chia lambda. Còn nếu M cách nút thì AM sẽ bằng 2A nhân sin của 2 pi d nút chia cho lambda. Được chưa? Đó, như vậy là cách bùng là dùng hàm cột, còn cách nút thì là dùng hàm sin. Được chưa? Cho nên khi mà các em đọc đề bài mà thấy là gì vậy? Mà thấy là M cách nút thì chúng ta dùng công thức làm sin, và khoảng cách là từ M đến cái điểm đó là D này này. D này là khoảng cách từ M đến nút. Còn nếu các em đọc D mà thấy cái điểm M mà cách bùng thì các em dùng hàm cột. Và D chính là khoảng cách từ M đến cái bùng đó. Thấy chưa? Đó, thì đó là cái công thức. Và bây giờ chúng ta sẽ áp dụng vào bài tập.